chào các bạn. Coi xe của Tám nè. Đó, cho các bạn coi trước nha, rồi chút Tám lên xe Tám kể cho các bạn nghe nha. Dán lại nè. Có trầy nè. Đây nè, trầy nè. Trầy ở đây nè, trầy ở đây nè. Trầy ở đây nè. Đó, bây giờ đi lên xe nè. Khoan đã. Đề máy lên. Khoan. Đề máy lên. Kéo cửa kính xuống. Kéo cửa kính xuống nhà. Đó. Hồi nãy á, Khoan đã là chờ từng chuyện một nha. Từng chuyện một nha. Đang nói tới vụ cái xe của Tám. Thôi nè. Gắn không được luôn. Cái kiến á, nó rụng ra luôn. Biết làm sao không các bạn? Ngày hôm qua Tám đậu xe một cái nhà cái chị đó, bạn của Tám, cái mấy đứa nhỏ nó chạy xe đạp á, nó chạy làm sao á, nó ngã vô cái xe của Tám, bể rớt cái này nè, rớt cái này xuống, còn cái kiến á thì nó lọc lừa lọc lọi, nó lung linh xong nó chết rồi. Bây giờ sao, gắn hoài không vô được. Rồi cái cuối cùng gọi cho anh Ryan á, cái ảnh nó bây giờ thôi dán lại đi, dán lại cho nó đừng có bị rớt ra. Ví dụ giờ mình chạy mình phải có kiến mình dòm chứ. Nói thôi giờ dán lại đỡ đi, xong rồi hôm nay đi qua ảnh rồi ảnh làm lại cho. Thì bây giờ đi lên qua ảnh nè. Ê quên, bây giờ kéo cửa xuống chú. Xong rồi nãy á Tám đi gọi đầu nè, cái xong Tám mới thấy cái video của anh Việt Thảo á. Anh nói về cái vụ mà đừng có mở máy lạnh trên xe. Khi mà mình không phải giống như nè, lúc mà mình lên xe á là mình phải mở kiến xuống, rồi sau đó để cho gió này kia nó vô, rồi mình mới mở máy lạnh, rồi xong rồi mình mới kéo kiến lên. Tại vì cái lúc mà mình để xe ở ngoài á, rồi cái lúc mà mình đề xe mà cái hơi lạnh của máy lạnh mà nó tỏa ra, nó có một cái chất benzen gì đó mà sẽ làm cho mình sẽ gây bị ung thư. Rồi sao cái xe này nó đứng ngay đây hoài vậy ta? Đây ta. Mà sẽ bị ung thư. Thì cái vụ này Tám cũng có nghe, cũng có nghe rồi. Nhưng mà tại vì mình trời đất ơi, mình đang đứng đây mà phải thì bóp kèn chứ không thôi, mình phải bóp kèn cho người ta giật mình, người ta ngưng lại, phải không? Cứ dê cái chúng cái xe mình không biết làm sao nữa. Nó bây giờ mở máy lạnh lên nè, mình kéo cửa kính lên nè. Bây giờ mình chạy ra anh Ryan sửa xe. Thì đó, ý là mình đề phòng thôi, mình giống như là mình phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tại hồi đó giờ thật sự là cũng thấy mấy người bạn á, người ta mỗi lần lên xe là người ta mở cửa kiến ra, rồi người ta mới giống như là mở ra cho nó gió nó vô. Mà tại vì nhiều lúc nó hầm á, nhiều lúc mình lên xe cũng vậy đó, mình đề ba lên cái mình mở mới lạnh lớn lên để cho nó mát á. Tại nhiều cái mùa mà nó nóng nó nắng á, thì cái xe mình nó rất là nóng nha, mà nó phà cái hơi lạnh ra cũng thấy nó hầm nó nóng. Mà mình không mở kiến xuống mà mình để cái không khí kín ở trong đó thì mình thấy nó cũng hại đó. Nhưng mà lúc đó mình không có nghĩ ra. Thì bây giờ một lần nữa thì mình nghe anh Việt Thảo ảnh nhắc nhở, ảnh cảnh báo, thì bây giờ mình mới bắt đầu mình làm theo. Rồi không biết sau này một thời gian mình không biết mình có nhớ hay là mình quên, mình lại tiếp tục như vậy. Thì Tám có người bạn, ví dụ như mỗi lần đậu xe lại hoặc là bật kinh ở đâu á là hay hé cái cửa
nữa, hé cái kiến xuống một chút, lúc nào cũng vậy, cái tắm nó bụng, trời ơi hé chi vậy trời, hé rồi rồi bụi bặm rồi nó vô sang sao đó, là mình thấy vậy. Nhưng mà thật sự là người ta cho cái hơi á vô để đừng có giống như cái không khí trong xe nó đập, rồi lúc mà mở cửa mở máy lạnh ra thì nó dù sao nó cũng cái hơi nó không có kín á. Nhưng mà đối với mình thì mình lại không có thói quen làm mấy cái đó. Bây giờ cảnh báo thì mình nên làm thành một cái thói quen là mình lên xe là mình đề máy xong mở kiến xuống để cho nó không khí này kia nó vô này kia, xong lúc đó mình hãy mở máy lạnh lên là vậy. À, cái tiệm của anh Ryan là nằm ở đường Moran nè. Trời ơi, mấy ngày nay Tấm nói thiệt á, trong đầu Tấm cứ hình ảnh của ông Đức Tiến ông cứ hiện trong cái đầu của Tấm hoài, Tấm không có vui nổi đâu. Tấm cứ buồn buồn hoài à. Nói chung nói chuyện với ai cũng buồn buồn. Còn đúng rồi, còn một cái này nữa nè. Mới nói chuyện với Eric, nó đâu có gửi hàng cho mình đâu. Mình nói là mình có một cái kiện hàng được free ngày 23 đúng không các bạn? Bữa Tấm nói á, mà bây giờ chung nó đâu có gửi kịp, tại vì nó tưởng là ngày 23 mới đi tới gửi cho người ta, mà 23 người ta đã bay rồi, mà Tám đã nói là 23 là người ta đi. Xong rồi nó bệnh, nó nói tại vì nó bệnh quá, nó ở nhà suốt, nó không có nhớ. Rồi tới lúc người ta đi rồi thì nó mới gọi, thì là nói người ta đã đi rồi, người ta đã ra sân bay rồi. Người ta tưởng mình không có gửi, thấy mình im ru. Mà Tám dặn mà nó, Tám cũng đâu học, Tám cũng tinh thần cũng đâu nhớ đâu mà nhắc. Thì Tám chỉ biết là Tám nói dặn nó rồi là thôi. Mỗi lần cái gì cũng vậy, Tám nói chung tao đã dặn mày rồi là tao không nhớ nữa đó. Mày nhớ giùm tao đi. Đã nhắn tin là nhớ về nhà chung là xong, là mình nghĩ là mình dặn rồi thì coi như là mình đâu có cần nhắc nữa. Tự nhiên lúc mình cũng đâu nhớ đâu. Mình dặn rồi là mình mừng lắm rồi đó. Mà ai ngờ đâu mà nó lại quên. Bây giờ đầu tháng 6, khoảng ngày 7 tháng 6 thì có một chị bạn qua, thì chị nói chỉ còn khoảng mười mấy ký free, thì chỉ còn mười mấy ký cái giống như là dư á, thì chỉ cho mình gửi có mười mấy ký à. Cho nên là thôi để đợi tàu thủy luôn. Thì chung nó nói là cuối tháng này là gửi một lần đường thủy luôn, và ngày khoảng 15 ngày là tới rồi. Cho nên là làm gì làm cũng trước ngày 8 về Việt Nam sẽ có hết tượng cho mọi người nha. Rồi tới rồi nè các bạn. Đây là tiệm sửa xe của anh Ryan. Đó, Ryan Auto Center. Xe đứng gì sao ta? Em đậu sát vô hả? Dạ. Nè, cái chị này chỉ mới đậu xe cho Tám, vừa đậu lại là thấy chị mở cái kiến hé ra nè, thấy không? Mở này chỉ hé hơi bự. Mới tháo băng keo ra rồi nè. Để lật liệu lòi. Xong. Tìm cách ghế để bắt cho nó dính cứng là vậy thôi. Đúng không? Chứ giờ em chạy vậy mà gió mạnh là nó bẹp. Nó sẽ chết luôn vậy nè. Đúng không? Của người ta đúng, người ta phải bẻ vô bẻ ra được. Bây giờ nó bị gãy ở trong rồi. Giờ anh xem tìm cách bắt cho nó dính vậy luôn, coi như chết luôn á. Dạ. Không? Không có bẻ vô được. À, không có bẻ vô phải ra được. Còn kiến thì ở trong mình chỉnh vẫn được. Dạ. Chỉ làm cách vậy thôi, tại vì nó gãy ở trong rồi. Dạ. Bây giờ ngồi trong xe đợi nè, đợi anh Ryan anh sửa cái kiến á. Chiều nay á là Tấm đi anh Tân, Tấm thâu bài hát Người Nằm Xuống để Tám chuẩn bị Tám hát trong đêm tưởng niệm cho Đức Tiến. Thì có một cái bài giả từ thì Tám cũng sẽ hát, như theo các bạn yêu cầu thì Tám cũng sẽ hát giả từ, nhưng mà
chắc ta phát bài giả từ trong lúc mà an táng ở ngoài nghĩa trang, rồi tắm hát bài người nằm xuống thì trong đêm tưởng niệm, cái lời nó hay lắm á các bạn. Nghe mà buồn thảm như sợ này, ta đọc cho các bạn nghe nha. Người nằm xuống giả từ cuộc đời, giả từ phần người đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng. À, hai anh được không anh? Chói mắt, để mắt tiếng vô nó đỡ chói. Hôm nay trời cũng có nắng lắm mà nó cũng chói chói. Okay. Dạ. Bây giờ cái nắp trắng trắng này á, dạ, thể em có thể gắn vô được. Cái này đó có hai cách mình làm, em có thể dán keo vô cho nó dính gì luôn, thì nó sẽ không có gạt da gạt vô nữa. Còn dạ, không là phải thay. Nhưng mà mình chỉnh cái được không anh? Chỉnh bình thường. Tại giờ chị chỉnh nè, chỉnh hả? Cho em chút xíu nha, dạ dạ dạ. Thì em chỉnh được cái, nhưng mà dán keo vô thì chỉ con gái mình dán vô để cho nó giữ lại, cho nó đừng có sụp sạch thôi ha. Dạ. Dạ. Trời, nó gãy luôn à. Tại nó quay miếu trước sau cũng thay à, cho nên ví dụ nếu mà mai mốt tệ lắm thì mình thay luôn. Nhưng mà bây giờ em dán thì nó sẽ quất. Ok. Nè, tấm đọc tiếp cho các bạn nha. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Người nằm xuống giả từ bạn bè, giả từ mọi người đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trong cậy nơi Chúa là quê hương. Người nằm xuống tiếc gì một đời, sống vì mọi người âm thầm trong hy sinh tha thứ. Tìm hạnh phúc trong nơi Chúa thôi, không mong ước chi là trao dâng cuộc đời, dâng phận người. Dù mong manh nhưng là tay Chúa tác tạo thân con. Được. Cách đầu ở ngoài. Đâu ngoài đợi xíu rồi. Nay hôm nay là ngày tắm đi mua hoa đem ra ông ngoại, rồi bắt đầu tuần sau là tắm đi thăm ông ngoại, là thăm ông Đức Tiến luôn. Bắt đầu tuần sau đó các bạn, tuần sau là thứ năm là chôn ổng, là thứ sáu là tắm đi, thường thường thứ sáu tắm đi ông ngoại. Bữa tối hôm qua tắm về nhà, cái tắm ngang bác két á, nó kể, nó nói ba ở nhà, ba coi cô Trầm Hương á, nói về chú Đức Tiến, mà cái lúc mà cuối phút cuối á, là cái ngày cuối cùng mà chú Tiến, lúc mà chú Tiến cắt mic á, là chú Tiến giống như là chú Tiến cắt mic xong, là lúc mà Đức Tiến cắt mic xong, rửa tay xong là ngồi xuống ghế xong mới té, mới ngã, chứ không phải là ngã cái rầm, không phải là ngã cái rầm đó. Thì mình thấy, mình nghe kể thì mình nghĩ là té, thì mình nghĩ là té cái rầm, té cái đùng, chứ ví dụ như cái đó là cái từ ngữ của mình á, mình diễn tả cái sự té. Nhưng mà thật ra là lúc ông Đức Tiến ổng ngồi xuống ghế xong ổng mới té, cái té cũng nhẹ nhàng lắm đó. Thì cái lúc mà bé két đó nói chỗ mẹ con chịu không có nổi. Cái lúc mà vợ của chú Đức Tiến vô trong bệnh viện á, lúc mà bác sĩ ra nói á, thì cô Trầm Hương nói là cô Trầm Hương nghe tiếng Mỹ thì không có rõ lắm, nhưng mà cái lúc mà cô Trầm Hương cứ nghe là Bình Phương vợ của Đức Tiến nói là No, mà cứ no hoài à. Mà trong khi bác sĩ nói với Bình Phương, mà Bình Phương cứ nói no hoài à. Giống như là kiểu thôi không thể nào, không chấp nhận được. Nhưng mà thật sự bác sĩ giống như bác sĩ nói là cố gắng hết sức rồi, không thể nào cứu được á. Mà một tiếng đồng hồ luôn á, người ta cũng cứu á, nhưng mà đâu cứu được đâu.
thôi thì mới ra thông báo là không có cứu được. Mà Bình Phương trời ơi, cũng nhận tội quá. Mình trong cái thợ mình mà trong cái hoàn cảnh đó biết mình sao nữa. Trời ơi, thế đau lòng gì đâu. Tám sẽ thâu bài hát này á, rồi Tám sẽ cho các bạn nghe trước nha. Nghe trước khi mà cái đêm tưởng niệm Tám hát, tại Tám sợ là mình cảm xúc động á, mình hát nó không có được hoàn thiện cái bài hát á, nó không có được hay á. Tại vì hy vọng là cố gắng lúc mà mình hát á, mình sẽ không có bị xúc động, thì mình sẽ hát được hết một bài hát. Còn mà xúc động là mình thua. Cho nên Tấm sẽ thâu trước và cho các bạn nghe để cảm nhận được cái bài hát đó trong cái buổi tang lễ. Và nếu mà lỡ Tấm không có hoàn thiện được bài hát thì các bạn cũng thông cảm, dù các bạn cũng đã nghe được cái bài hát này như thế nào rồi. Người nằm xuống dỡ từ cuộc đời, dỡ từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Đó là mở đầu cái bài hát đó. Mình nằm xuống là như vậy đó. Rồi kết quả là mình phải quấn lại rồi mình đi một vòng, rồi chút mình vòng lại để Tấm kể cho các bạn nghe nha. Rồi Tấm kể cho các bạn nghe nè. Sau khi mà xem ngó cái kiến này kia xong xuôi rồi đó, thì anh Ryan ảnh nói là một là dán lại, nhưng mà cái xe này của Tám là xe lease, cho nên là không thể nào mà dán vậy được. Rồi giờ năm sau mình trả xe cho người ta, rồi xong người ta phạt mình 700-800 lận đó, nếu mà người ta phát hiện ra. Cho nên là bây giờ Tám phải mua cái mới thay vô cho người ta luôn, là thay luôn cho người ta. Ra ngõ này cũng được. Thay luôn cho người ta là 200+ một cái kiến này. Thì cái Tám mới quyết định là giống như là anh này nói là một là dán lại, cắt cái cục nó lồi lên rồi mới đóng cái này vô mới được. Hai á là mua cái ở cái chỗ gì á, mà mua cái đó thì khoảng 80-90 đồng thôi thì gắn vô. Nhưng nếu mà mua ngay hãng á thì là 200+ một cái kiến. Xong rồi cuối cùng quyết định là mua 200+ cái kiến thay vô cho nó đàng hoàng cho người ta, để năm sau là năm hết hạn đi xe á, thì mình đổi xe mới, mình trả cái xe này lại. Còn nếu mà mình không á, thì mình có muốn mua lại chiếc xe này á, thì mình mua lại, mình không có cần phải mướn xe khác nữa. Thì tùy từ đây tới đó cả còn cả năm nữa nè, mà cho nên là dù sao đi nữa mình cũng phải thay cái kiến mới đàng hoàng cho người ta. Chứ mình lắp ghép, mình ham rẻ cái mình đưa cái kiến dởm vô rồi, hoặc là mình dán lại, mình che đậy như vậy, rồi lúc mà trả xe người ta phát hiện ra, người ta phạt 700-800 cũng vậy, cũng vô đó. Bây giờ Tám phải đi. Ảnh nói là bây giờ ảnh đi order cái kiến. Thì trong khi chờ đợi khoảng 1 tiếng đồng hồ thì Tám đi mua hoa rồi Tám dâng đem cho ông ngoại. Xong rồi Tám dòng về đây là vừa đủ, đúng lúc ảnh mua cái kiến đó, ảnh đem về gắn cho Tám. Mà ảnh nói là ảnh gắn giùm thôi, chứ ảnh không có lấy tiền công của Tám. Tám chỉ trả tiền mua cái kiến thôi. Anh Ray ảnh dễ thương lắm, lần nào Tám bị xe, Tám bị gì cái tới là ảnh sửa cho Tám, mà mấy cái lặt vặt á ảnh sửa cho Tám. Ảnh không có lấy tiền công, ảnh không có lấy. Rồi Tám bị bể xe này kia, ảnh cũng tới ảnh làm giùm mà.
anh chỉ lấy tiền giống như là mua ví dụ như là mua lốp xe này kia thì có receipt, có biên lai đàng hoàng luôn á, thì tám ảnh chỉ lấy cái tiền trong cái biên lai đó thôi, anh chỉ giúp mình thôi, ảnh dễ thương lắm. Tại vì sao? Tại vì ảnh nói là ô tám giới thiệu khách này kia cho ảnh cũng nhiều, cho nên là ảnh không có lấy tiền của tám. 10 năm suốt bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thanh thản. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chị ơi, cho em một bó hoa đi chị. Hoa 20 mấy đồng á. Hôm bữa 25, bây giờ nó 22. Hả chị? 22 cho. Cảm ơn chị nha. Quá, bông đẹp không? Bông đẹp quá trời luôn. Trong thánh lễ an táng ở nhà thờ thì tám sẽ hát bài Kiếp Tro Bụi. Tám đã xin cha rồi, cha ok rồi, cha nói, cha nhắn tin, cha nói con hát bài này hay lắm, cha nhắn vậy đó, cha nói ok con hát bài này hay lắm. Tại vì tám có nói là ô tám con có hát bài này ở trong đám tang của ba của con á cha, cái cha nói trời lâu quá cha đâu nhớ, cho nên là cha phải duyệt lại. Các bạn biết sao, cái người mà té vô chiếc xe của tám á là một đứa học sinh. Học sinh nó đi xe đạp, nó chơi, nó té vô, làm sao mình đền nó được. Mà bây giờ lem vô bảo hiểm thì trời mất công quá. Chừng nào mới có thôi khỏi đi. Bảo hiểm bây giờ nó cũng tăng nhiều quá rồi, nó cũng tăng tiền nhiều quá rồi, cho nên thôi khỏi đi, mất công quá. Mình bỏ 200 mấy ra cho rồi thôi, của đi thay người đi. Vậy là nhẹ, là coi như là cái tai nạn của tám đã qua đó. Cũng may là giống như mình đang đứng một chỗ đó, thì cái tai nạn của mình nó có, giống như đây là một cái tai nạn của tám trong cái tháng này thì thôi. Quá nhẹ nhàng, các bạn thấy không? Quá là nhẹ luôn. Hồi sáng cái chị bạn của tám ở Việt Nam á, chị gửi cho tám một cái tấm hình tám với ông Đức Tiến với chị với là một chị bạn nữa uống cà phê ở Di Cà Phê á, ăn hồi cách đây là năm 2018 á, 6 năm trước á, là tấm hình này nè. Trời ơi, nhìn ông đẹp trai trẻ, mà nói chung là lúc đó ông còn ốm, sau này ông mới mập lên thôi. Sau này ổng có vợ con, thường thường vậy, đàn ông người ta có vợ có con người ta mập lên, người ta mập lên tại vì người ta nhiều lúc với lại lớn tuổi nữa dễ mập, nếu mà mình không có giữ kỹ là nó dễ mập lắm. Với lại đi ăn tiệc, đi giao tiếp này kia, rồi ăn uống tiệc tùng này kia cũng dễ lên ký. Trời ơi, nghĩ sao mà tuần sau tấm đi thăm ông ngoại là tấm đi thăm ông Đức Tiến ở trong này luôn vậy trời. Nghĩ sao vậy trời. Đó là mộ ông Đức Tiến nè, bên đây nè. Tấm đi ngang qua bên này là mộ ông Đức Tiến bên này, còn mộ ông ngoại đi thẳng xuống dưới này. Khi nào tấm đi về là tấm đi vòng ra ngoài đây, rồi vòng lại là đi ngang mộ ông Tiến. Tấm ghé vô tấm hoa cho ổng, hoa cho ổng. Đây mẹ ông một của ngoại đây, đây. Ủa bông đâu mất rồi? Bông của ngoại đâu mất rồi, mới để bữa thứ bảy đi mà. Đâu? Các bạn nhớ hồi tuần trước không?
tuần trước tắm đi á, tắm đi tới mộ cái thấy nguyên mực này nè, bây giờ chưa có dẹp nữa để tắm quay cho các bạn hoa hé luôn nè. Đây nè, cái tuần trước các bạn thấy hoa ở đây còn tươi rói không, tắm nói là chắc mới sáng nay người ta chôn á, hoa còn tươi lắm mà bây giờ là nó héo hết trơn rồi nè, một tuần sau là nó héo hết luôn, héo queo luôn, người ta còn chưa có dẹp nữa đó nè. Mộ ông ngoại trời ơi, sao dẹp bông của mình rồi, trời ơi, bên này chắc mới dỗ nè, cho nên người ta cúng cái cây đồ ăn nè. Còn đây ông ngoại ý, ba ơi ba à, con ra vậy, bỏ bông cho ba nè, thay bông cho ba nè. Nó hoa đẹp không, có cái giấy đẹp không, thôi để giấy luôn đi cho nó đẹp. Cái giấy cho ba luôn nghe. Che bông sao ta, kinh đọc kinh cho ba cái. Tắm lên xe nè, từ nghĩa trang ông ngoại nha, cái quên lộn, từ mộ ông ngoại nè, mình đi nè, mình đi tới mộ ông Đức Tiến nè, mộ chết cha. Đi một vòng rồi tới nè, mình chỉ các bạn nha. Mộ ngoại mình đi thẳng lên. Đây. Tiếng ở đây. Rồi ngon các bạn. Ý, người ta cắm cờ luôn rồi kìa. À, để tắm xuống nha. Tắm cắm cờ đó, là coi như là sắp chuẩn bị đó. Cắm cờ rồi, chắc là đúng rồi đó, đây nè. À, hai miếng nè. Đây. Ở đây hay đây ta? Đây, chắc ở đây quá. Hoàng. À đúng rồi. Trời ơi, có tên của ông Đức Tiến này nè. Hoàng Tiến Đức nè. Có tên ổng luôn đây luôn rồi nè. Trời ơi. Tuần sau là tắm lễ ghé đây, có ông Đức Tiến ở đây rồi. Tới có cái show ngày 31 tháng 5 á, có Trầm Hương Nguyễn làm chung với ông Đức Tiến, Đăng Nguyên này kia, Trầm Hương cũng có mời Tám đi á, mà bữa đó Tám nói Tám bận rồi, mà bây giờ là cái chương trình đó là ông Đức Tiến làm MC á, à, bây giờ Trầm Hương nói là đâu thể nào bỏ tên ông Đức Tiến ra được,
cũng để hình vẫn để đó thôi chứ không có bỏ ra. Thì cũng giống như là nghe nói là đầu xô cũng tưởng niệm ông Đức Tiến, sau đó mới làm xô. Tầm trầm hương cũng giống như kiểu Thanh Mai vậy đó, cũng là người cũng cận kề Đức Tiến đó, cũng như là Đức Tiến làm cho hai người, làm cho Thanh Mai rồi làm cho Trầm Hương đó. Nói chung là Đức Tiến rất là xông xáo trong tất cả mọi việc, rồi tiệc nào á là 8-10 ông cũng đi hết trơn, ông rảnh là ông đi à, tiệc sinh nhật, tiệc gì, tất cả mọi tiệc mà các bạn nào mà thường theo dõi Tám á là thấy ổng lúc nào cũng có đó. Thì ở nhà Tám nữa, ổng cũng đi, kêu ổng là ổng đi à. Rồi nhớ, Tám nhớ là cái khi mà Tám đóng phim Đời Người Mỹ Gốc Việt á, ờ đúng rồi, cái phim đó mới chiếu lại hồi cách đây 2 ngày ở trên TV á, hình như chiếu hôm bữa thứ tư á, là anh nói là chiếu lại cái phim đó để nhớ Đức Tiến. Thì cái lúc mà Tám đi đóng phim cái đó với ổng á, là Tám đi đóng cái phim đó là đầu tiên Tám đi đóng phim á, thì cái phim đó là đầu tiên Tám đi đóng, thì có ổng, ổng cũng chỉ Tám này kia kia nọ, đóng với ổng á cảm thấy rất là, mình rất là giống như là mình không có ngượng, mình lần đầu tiên mình đóng mà, cho nên là ổng cũng chỉ với mình bàn cái gì vậy, rồi nhắc thoại, rồi tại vì ổng là quá chuyên nghiệp rồi trong cái chuyện đóng phim rồi, cho nên là lúc mà mình đóng, mình mới lần đầu mình đóng, mình đâu có quen, mình đâu có kinh nghiệm, cho nên là đóng với ổng cũng chỉ với mình rồi này kia cái nọ, trời ơi rất là nhiệt tình luôn. Mà bây giờ chiếu lại cái phim đó, cái phim đó ổng đóng cái khúc cuối á, ổng đóng là ổng bị tê liệt, giống như không phải, ổng đóng cái ổng bị bại liệt, giống như bị stroke á, rồi xong rồi vòng về với vợ với con. Mấy lần ổng có nói trong phỏng vấn với lại anh Quyền Linh á, ổng có nói là những cái vai mà ngoại tình á ổng không có biết đóng, ổng phải hỏi giống như họ giáo mấy cái người đàn anh á, để mà ổng cái cảm giác mà ngoại tình ổng phải đóng đi đúng. Cho nên là ổng nói hồi đó giờ đâu có ngoại tình đâu, biết mà đóng cho nó ra vai. Còn cái phim Đời Người Mỹ Gốc Việt này nè là ổng cũng đóng vai ngoại tình, ổng cũng có vợ, rồi xong rồi ổng có con, xong rồi ổng mới đi quen với một người ở Việt Nam đó, một cái cô gái ở Việt Nam, thì ổng cũng bị đi đánh ghen này kia. Tám với lại Mai Phương là đóng vai vai chính là vợ của ông Đức Tiến, còn Tám là đóng cái vai mà bạn của vợ, là khuyên bà vợ này kia kia nọ, rồi xong rồi đi bắt ghen nữa chứ, đi bắt ghen giùm cho bà vợ nữa, đi vô Phúc Thọ này, quay trong Phúc Thọ bắt ghen với ổng á. Trời ơi đóng với ổng ổng hay lắm, tại vì ổng là diễn viên chuyên nghiệp rồi, còn Mai Phương thì cũng là chuyên nghiệp rồi, còn Tám là mới lần đầu tiên đóng thôi. Mà Tám thì Tám đóng cái vai mà giống như kiểu phụ á, là Tám là thủ một cái vai trong đó, là cái vai giống như là gây cười á, nhưng mà không biết có cười hay không. Nhưng mà Tám là vai giống như vai tửng, giống như vai mà nhiều chuyện này kia, bà Tám này kia đó, là cũng là đúng vô cái vai của Tám đó. Nhưng mà người ta nói là Tám đóng cái phim đó giống như Tám ở ngoài vậy đó, y như là Tám ở ngoài vậy đó. Thì đó là một cái kỷ niệm đóng phim với ổng, cũng chỉ dạy cho mình nhiều thứ trong cái điện ảnh. Thì cái phim đó là lần đầu tiên Tám đóng với ổng, cũng như là lần cuối cùng. Chết cha, đi lộn rồi, phải đi về. À không được, đi lộn rồi, phải đi về chỗ cái anh rửa sửa xe mà Tám nói sao. Tám dội lộn, Tám đi về nhà Tám, bây giờ phải vòng lại để cho cái anh đánh gắn cái tiếng như cho Tám. Đúng là cái chết của ông Đức Tiến là một tiếng chuông cảnh báo luôn á,
tiếng chuông để cảnh báo cho những người mà còn ở lại á. Sống làm sao mà mình cho có ý nghĩa, mà mình đâu có biết ngày mai mình như thế nào, không biết giờ nào mình ra đi. Mình không ai biết được, giống ông Đức Tiến đâu có biết được là ông sẽ ra đi đâu, ông đâu có biết đâu. Cho nên người ta hay thường nói là hãy sống như ngày mai mình chết vậy đó. Trời, đúng luôn á, là đúng luôn câu đó luôn á. Nhiều lúc mình nghĩ hoài mình ấy, trời ổng như vậy á, ổng như vậy vậy á mà ổng còn đi như vậy rồi mình là cái gì? Mình cũng như vậy thôi, mình đâu có cái gì khác. Mạnh khỏe vui vẻ, làm việc bác ái rồi đào hòa đồng, yêu thương mọi người, cười giỡn nói chuyện, người giúp đỡ, đi từ thiện, đi này kia. Tám đi từ thiện với ổng ở Việt Nam vừa rồi á, cũng được một lần, một vài lần đi từ thiện với ổng. Rồi xong rồi ông đùng cái ông cũng ra đi thôi. Cho nên mình là cái gì, mình cũng như vậy thôi. Cho nên mình nghĩ, mình như mình nghiệm á, mình thấy mình phải sống làm sao để cho nó có ý nghĩa khi mà mình ra đi, mình không có hối tiếc. Thấy cái phần mộ, thấy cái tên của ông Đức Tiến, trời ơi chịu không nổi luôn, phải bật khóc luôn á, chịu không nổi. Người ta nói là đừng có mà ơi ơi khóc mà lúc mà đám tang á, đừng có gào thét khóc này kia, thì người đi người ta sẽ đi không có được thanh thản, biết là như vậy luôn đó. Nhưng mà làm sao ha, chảy nước mắt mình phải chảy nước mắt cho mà cầm được nước mắt, mình là con người mà mình phải khóc thôi. Nhưng mà nói chung chắc mình cố gắng mình nén lại, mình chảy nước mắt thôi. Còn nếu mà không nén, nếu mà nén được không khóc thì càng tốt. Nhưng mà con người mình không thể nào mình kiềm chế được bả cảm xúc của mình, tại vì nếu mà cảm xúc mình lên là nước mắt mình nó trào ra. Nhiều lúc mình không muốn khóc cũng đâu có được, tại vì tự nhiên giống như bữa đêm đó, tưởng tớ nằm nước mắt tự nhiên nó tuôn ra, mình đâu có biết đâu, mình đâu có nghĩ là trời ơi mình thôi mình không nên khóc, mình đâu có muốn vậy đâu, mình đâu có, cũng đâu có muốn mình khóc đâu. Nhưng mà nó tuôn ra giống hồi nãy tớ thấy một cái tự nhiên cái cảm xúc của mình nó như vậy à, mình đâu có kìm được đâu, mình đâu có kìm được cảm xúc của mình đâu, thể nào luôn á. Mình tới chỗ gắn kiến anh nè các bạn, anh có kiến cho mình chưa đây? Xong rồi hả anh? Rồi anh làm sạch cái chỗ này cho em hết rồi. Ui, bên này có chút xíu, bên này còn xíu xíu giờ ấy ấy em. Nhưng mà nó hơi móp chút xíu ngay đây. Ngay từng lần này nè. Anh có thể đọc số điện thoại tiệm của anh giùm em được không? Dạ, số 714-588-2229. 714-588-2229. Gặp anh Ryan ha. Dạ. Ok, để biết fan của em có ai cần xe, lỡ có hư gì đó thì gọi anh nha. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Anh nói là người ta bán là như là 200 mấy một cái kiến, nhưng mà ảnh nói là xe nhà cho nên bớt cho ảnh. Suku dính gì anh? Cán cái miếng mũ anh, không có gì. Rồi hết hồn dí à? Chà lui được đúng không anh? Dạ đi không có gì. Dạ. Cái mũ wow, hết hồn mất dí, trời ơi tưởng cán gì. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Không, mà ảnh nói là người ta bớt cho ảnh còn có 201 đồng. Nãy ảnh đưa cái receipt cho Tấm coi á, cái bill á cho Tấm coi, cái ảnh nói hồi đưa cho ảnh 200 thôi. Tấm nói trời ơi tiền công sao anh. Ảnh nói không có lấy, tại vì Tám cũng giới thiệu khách cho ảnh nhiều. Anh nói vậy, anh nói nữa đó.
nói thầy cảm ơn anh xong rồi khỏe ra vậy kiến lại đây chỉnh kiến lại. À, bây giờ tấm hẹn chị Khanh nhà, chị Khanh tới. Khanh tới mà chị Khanh hẹn mà bây giờ chị Khanh đang nhắn là trời ơi kẹt xe cả tiếng đồng hồ bị tai nạn á, kẹt xe cả tiếng đồng hồ ngoài freeway á, cho nên chị Khanh nói là tao phải tới trễ. Nó ok không sao, em còn ở chỗ được sửa xe, em chưa có về nữa mà. Các bạn biết sao tối nào Tám cũng đọc lần nguyên một chuỗi mân côi để Tám cầu nguyện cho tất cả các linh hồn mới qua đời á. Nhưng mà Tám đọc có một mình à, ngày nào Tám cũng cầu nguyện hết á, ngày nào Tám cũng đọc kinh mân côi hết á. Các bạn cũng cầu nguyện phụ Tám nha, cầu nguyện cho các linh hồn mới qua đời nha, nhất là linh hồn Du Xe Hoàng Đức Tiến nha, rồi anh U Minh Kiệt nữa. Anh U Minh Kiệt, anh Kiệt là đánh bass á, ảnh cũng là Du Xe luôn, ảnh cũng là Du Xe luôn các bạn. Thì cái ngày 2 tháng 6 á là ngày tang lễ của ảnh, anh Kiệt là ngày 2 tháng 6. Rồi ngày 3 tháng 6 á là anh Nghĩa Sửa, ảnh làm một chương trình tưởng niệm anh cho anh Kiệt nữa. Nên là cái đêm đó thì Tám với anh Quang cũng có đi tham dự. Thì mọi người có nói là anh Quang bệnh này kia không có nên đến đám tang, nhưng mà Tám nghĩ là không thể nào mà không đến được, phải đến thôi. Có thể ảnh đến rồi ảnh tại vì lúc mà mùa Covid đó ảnh cũng đi đám tang anh Chí Tài, mà lúc đó ảnh còn yếu hơn bây giờ đó. Bây giờ là ảnh khỏe rồi, cho nên là cái vết thương thì bây giờ ảnh cũng đã lành 90-95% rồi. Nên là chắc Tám nghĩ là không sao, nghĩa tử là nghĩa tận, mình cứ đi chứ phải mình tiễn người ta một lần cuối rồi, đâu có còn cái lần nào nữa đâu mà mình tiễn. Đám cưới đám đồ thì có thể là mình không đi được, chứ đám tang là mình phải đi, mình phải đi. Nghĩa tử là nghĩa tận mà các bạn. Cho nên là Tấm nghĩ là chắc không sao đâu. Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho anh Quang này kia, nhưng mà Tấm nghĩ là phải đi. Bà ngoại cũng đòi đi mà, bà ngoại cũng nói là chừng nào con đi con cho má đi với. Vì chị Cam Thao cũng nói là chừng nào đi cho đi với. Nói chung cũng có nhiều người nhắn tin cho Tám, nói là chừng nào đi thì cho đi với, vì dù sao cũng biết rồi, cũng có cảm tình, cũng yêu mến Đức Tiến, thì người ta muốn đưa tiễn Đức Tiến một lần cuối. Nhưng mà Tám mới nói là Tám ở đó là từ bắt đầu 9:30 là Tám sửa soạn đi, là tới đó trước 10 giờ. 10 giờ đúng là có lễ làm phép xác phát tang là Tám phải ở đó rồi. Tám là người đọc sách thánh, thì chị Bé Heo là người đọc lời nguyện, còn Tám là đọc sách thánh, cái bài đọc bữa lễ hôm đó. Cho nên Tám phải đến rất là sớm. Ở đó bãi đậu xe rất là rộng rãi lắm, thì cứ đến đó thôi, rồi xong rồi vô đó gặp Tám, vô trong đó gặp Tám ha. Rồi bây giờ Tám chào tạm biệt các bạn tại đây nha, hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Có cái gì thì Tám sẽ cập nhật thông tin. Và nói chung là bây giờ Tám chỉ đợi đến ngày thứ tư để đến viếng. Hôm nay thì Tám chuẩn bị cho những cái bài hát. Rồi có cái gì thì Tám sẽ thông báo các bạn sau nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Xin chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.